Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử hai cặp loa BMB 880C hàng ngoại xịn nhé. Với những sản phẩm này thì nó được sấy một bát 25 và 4 tép, hai chung hai tép nhé, do đảm nhiệm của phân tần. Một cặp em gửi cho một bác khách, bác ở huyện Phú Linh, tỉnh Phú Thọ. Xin chân thành cảm ơn bác đã tin tưởng ủng hộ và chuyển đủ số tiền cặp loa này cho bên cao su. Và một cặp loa em gửi cho một bác khách ở thành phố Hải Dương, bác cũng liên tục ủng hộ một cặp loa. Hôm trước thì bác cũng mua một cặp loa màu ép, hôm nay bác muốn đánh bạo lực hơn, tăng tiếng trống đậm đà hơn nữa thì bác phối ghép vào một đôi 880C này. Bởi vì cấu hình của nó thì rất khủng lượng, cấu hình của sản phẩm 880C này nó cũng y hệt cấu hình của dòng loa 2000C. Đọc chính xác model của nó là CFD 880C và cấu hình khủng đàn anh của nó thì nó là sấy bát 30 là CFD 2000C. Ruột gan nội tạng của nó như nhau, như nó chỉ nhỏ hơn về cái màng thôi, nhưng công suất của nó thì rất chi là khỏe nhé. Công suất đạt mắc của nó lên đến 1000W nhé. Với dòng 2000C thì nó đạt đến 1200W. Công suất nó lớn hơn thì do cái màng nó rộng hơn thì công suất của nó sẽ phát ra khỏe hơn thôi, nhưng về độ chịu của nó là như nhau nhé các bác nhé. Thiết kế của sản phẩm loa 880C này y hệt mẫu model của đàn anh 2000C. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm để cho toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng BMB 880C này, và cho hai bác khách, hai bác cũng đã ủng hộ bên cửa hàng cặp loa này. Các bác thưởng thức chất âm của sản phẩm nhé. Sản phẩm bên em lựa chọn thì nó rất chi là đẹp, đẹp len keng luôn như là những sản phẩm mới. Đây em đang chạy một đôi nhá, đây em đang chạy một cặp này. Chất âm của nó thì rất chi là hay rồi. Nói đến tên tuổi của sản phẩm BMB thì tiếng trống thường là thiên về trống của nó thì rất chi là đậm nhé, nhưng mà nghe tiếng là rất hay. Tiếng tép, đặc biệt tiếng tép của sản phẩm BMB thì nó nghe nó không bao giờ bị rát tai nhé, nghe tiếng nó rất tươi, tiếng nó rất sáng tiếng. Với những sản phẩm bên em lựa chọn thì rất chi là đẹp rồi.
bác cứ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Bên em cam kết với các bác là những sản phẩm này nó là những sản phẩm hàng xịn của bãi và hàng zin đẹp đẹp nha các bác nhé. Sản phẩm này về những chiếc gân của nó, nếu mà loại nào nó mà kém, gân của nó lâu ngày nó bị mục thì bên em sẽ thay gân hết cho các bác để các bác sử dụng lâu dài. Còn đối với những sản phẩm nào gân của nó vẫn còn rất ok thì bên em vẫn để nguyên cho các bác sử dụng. Bởi vì những sản phẩm này bên em chọn nó rất chi là mới thôi, rất chi là đẹp thì các bác để tâm nhé. Và những sản phẩm này nó có giá xấp xỉ vào 7 triệu thôi, giá nó cũng rất chi là êm ái nhé, giá rất tình yêu cho các bác. Nếu các bác mà bỏ tiền ra mua những sản phẩm này mới chứ mới nguyên thùng thì chắc chắn nó cũng rơi giá, nó không hề rẻ đâu, nó phải gấp đôi tiền đấy. Thì tội gì mà phải dùng những sản phẩm nó mới mà giá nó cao quá. Thì đây các bác cứ sử dụng hàng bãi thì độ đẹp của nó thì cũng rất chi là đẹp rồi, các bác phải trình bày và chất lượng của nó thì không khác gì hàng mới nhé các bác nhé. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm âm thanh nghe nhạc hát karaoke okay, thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé, qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video.